À, xin kính chào các bạn yêu cờ, trong ngày hôm nay thì kênh Học của tôi Online sẽ gửi tới các bạn phần bình luận về một cái vận đấu khá là đặc biệt đánh vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 trên ứng dụng thiên thiên tượng kỳ giữa một cậu bé được coi là tương lai của cửa tướng Trung Hoa, được coi là thiên tài nhí Mạnh Quân Dệ năm nay 12 tuổi và bên đen là Bạch Miu Tôn Dũng Trinh, một vị kỳ vương Trung Hoa à, Với lợi thế đi tiên thủ thì bên đỏ ở, ở ván trước đó thì ở, ở bên đen là Tô Dũng Trinh đã chấp hai tiên và đã để thua cuộc trước Mạnh Phương vệ vào trong ván đấu này, tiếp tục chấp một tiên thôi, tức là bên đỏ của Mạnh Phương vệ sẽ đi cầm tiên thủ, lập tức đóng 2 bình 5, bên đen Bạch Miêu Tôn Đồng Trình triển khai phương án mạng đập tiến 7. Mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2 và bình 3 tiến 1. Tới đây là bên đỏ có khá nhiều phương án cờ, các bạn có thể thấy được trong tình hình của thời điểm hiện tại thì có 3 phương án chính đó là phương án xe 2 tiến 4, tuần hà xa, phương án này sẽ khiến cho trận hình của hai bên có thể đi theo những biến hóa như sau và bên đen mà 3 tiến 4. Đây là cái trận pháp cũng rất là thông dụng các bạn có thể thấy được những vị kỳ vương Trung Hoa trẻ, đặc biệt như là Vương thứ nhất và Trịnh Thị Đồng có khá nhiều lần chạm trán nhau Trong cái bối cảnh tác chiến ở gần khai cuộc này. Một phương án khác trong cái bối cảnh mà bên đen đi theo cái lối cờ này là có thể theo một lối chơi khác đó là phương án binh 3 tiến 1. Ở đây thì bên đen vẫn là mở bình phong mã thôi, bên đỏ có thể pháo tá binh 7. Trở lại thực chiến thì trong hình cờ này là bên Mạnh Phấn Tuệ không đi như vậy mà anh ta đi một biến hóa cũng khác một chút, đó là phương án nhảy mã biên mã 8 tiến 9. Sau đó là bên bạch miêu tuần dụng trình phát triển bình phong mã, mã 2 tiến 3 tạo thành cặp uh, mã ở lộ 37 đứng rất khỏe ở chấn ở cái vị trí trung lộ. Pháo 8 bình 7 và lập tức là mã 3 tiến 2 phong tỏa đường xe. Xe 2 tiến 6 và tự 3 tiến 5 củng cố trung lộ. Bên đỏ, xe 9 tiến 1 tiến xe lên một nước để có thể hoành xe sang lộ 6 sĩ 4 tiến 5 và xe 9 bình 6. Các bạn nhìn thấy sau khi bên đỏ xe 9 bình 6 tới đây là đã phong tỏa được cái trục lộ 4 quan trọng của bên đen rồi. Đang ý tưởng tiếp theo thế là phục cái thủ đoạn là sẽ tiến xe 6 tiến 5 lên để khống chế cái đường mã. Binh 7 tiến 1 và mạnh phương dậy lập tức xe 9 tiến 6 theo đúng cái lối cờ hiện đại ngày nay. Ở đây thì có hai biến hóa dành cho bên đen có thể chơi được. Một là phương án mã 2 tiến 1 bám biên, hai là phương án phế binh 3 tiến 1 lên để cướp cướp xe thì trong cái ván cờ này thì bên đen của tôi dung trình lựa chọn phương án bình bằng tiến một thì ngoài phương án trên thì mình cũng giới thiệu qua cùng các bạn một phương án khác mà bên đen có thể đi đó là phương án mã hai tiến một ở đây chạy trước để tránh những cái đòn bình xe bắt đôi ở khi đó thì bên đỏ bắt buộc chạy pháo rồi sau đó là bên đen sẽ có thủ pháp như là bình một lên bên này có vật lên thì luyện mã lên thôi các bạn còn thấy được đánh ra hình cờ này là hai bên sẽ tương đối cân à, bên đen sau đó có thủ pháp là bình ba tiến một nếu mà tốt ăn về thì sẽ lập tức là lượn mã về cái vị trí rất đẹp để công khi đó thì tốt ăn về không hay thì bên đỏ sẽ có thủ pháp như sau đó tự ba tiến năm chạy tốt thì sẽ là à, bình xe qua đây thôi về sau sẽ thúc được con bình năm lên cũng khá là mạnh trong cái hình cờ này giới thiệu qua của các bạn một vài phương án phụ như trên để các bạn có thể tham khảo thêm một số loại hình khai cuộc để chúng ta chơi nếu mà gặp phải biến hóa như vậy thì có thể áp dụng vào trong thực chiến để các khai cuộc của các bạn trở nên linh hoạt hơn và có nhiều hướng suy nghĩ hơn. Ở đây thì trong thực chiến thì bên Bạch Miêu Tôn Dung Trinh không đi như vậy mà anh đã lập tức đi một biến khác cũng được coi là rất là chính quy là phương án binh bao tiến 1 phế tốt để mượn đường dùng mã đạp về xe. Ở đây chắc chắn là xe phải bình bắt đôi rồi, bởi nếu sai lầm đi lúc cờ là xe 6 thoái một như ở đây thì bên đen sẽ có một loạt những cái thủ pháp tranh tiền rất là hay đó là phương án pháo 2 tiến 1 bắt xe thì xe đỏ phải thoái về và tiếp tục là pháo 8 tiến 2 chóc xe đỏ xe đỏ lại phải thoái về thôi thì bên đen sẽ binh ba tiến 1 nếu mà đánh ra hình cửa này thì là bên đỏ sẽ kém phân do bên tiền bên đen thì phản tiền rõ ra. Phương này là phương án không thể chơi và trong thực chiến thì bên mạnh phương dậy lập tức đi đất cờ rất chính xác đó là phương án C6 bình 8 bắt đôi ép mã phải lao xuống bắt lại pháo thì tới đây là có hai biến hóa mà bên đỏ có thể chơi đó là phương án các bạn có thể nhìn thấy ngay đó là phương án một là binh bảy tiến một nhưng đây không phải là một phương án hay chúng ta giả sử ở đây nếu mà bên đỏ đi binh bảy ở đây thì khi đó bên đen thì có một nước cờ rất là hay đó là thoát được mã 7 tiến 6 lên tạo lên một cặp lên hoàn mã rất mạnh ở hệ thống trung lộ đồng thời sẽ đang có một lực cờ cướp tiên bắt pháo do mã vừa thoát lên xe bị đỏ bây giờ không thể ăn con pháo ở lộ 2 được bắt buộc chạy pháo rồi và sẽ là binh 7 tiến 1 như vậy phương án đó không hay thực chiến thì bên mạnh phương dậy lập tức xe 8 tiến 1 ăn pháo ngay và bên đèn cũng có cơ hội để cướp pháo lỗ 7 sau đó là thoái xe về thoái xe về phòng thủ trước tránh những cái đường mà con mã 7 có thể bất ngờ lao lên tranh tiên à, bên đen tôi dung trinh xe một bình ba trợ tốt và bên đỏ ăn quáng ngay sau đó là thoát mã về thoát con đường mã về để có thể bắt tốt đồng thời sẽ ám phục khá nhiều những cái đường cờ nó tàn làm cho cái đường cờ này nó khiến cho cân mã hoạt động của bên đen vì sao sẽ linh hoạt hơn và đồng thời là có thể có cơ hội cần thiết là sẽ giữ tốt đầu đồng thời có thể thoát được cái mã bốn thoái sau về để phòng thủ khu vực à, bên đỏ mã 9 tiến 7 và bên đen lập tức tuổi dụng trình xe 3 tiến 5 nhấc xe đến điểm cao ăn tốt bắt mã bắt tượng thì đây có thể nói là một cái đường cờ tương đối sai lầm của Bạch Miêu Tuấn Dung Trinh khi anh đã chính thức dính phải những một loạt những cái đòn phi đao của bên đỏ rất hay như sau đó là phương án mạnh phần dậy lập tức nhảy mã 7 tiến 5 nhảy lên đầu tốt tạo ra những hình cờ rất là khó chịu ở đây chúng ta cùng phân tích cả ba biến hóa phương án thứ nhất bên đen tới đây là ăn tượng ăn tượng chợ, ăn tượng để thêm một nước là mã bắt xe lại các bạn nhìn thấy đường đường cờ này có hay không khi đó thì bên đỏ sẽ lập tức chiếu tướng ngay ép tượng thoái về và la qua đây bắt pháo thì đây các bạn nhìn thấy đây là hình cờ mà bên đỏ sẽ ưu thế khá lớn khi dọa rất nhiều đường cờ như là một là bắt pháo là hai là nhảy chiếu ngoại tàu rất nhiều đường cờ có thể tạo ra những mối lo ngại lớn dành cho trận hình của bên đen. Đây không phải là một phương án mạnh. Một phương án khác đó là phương án mở pháo ra pháo 8 binh 9. Ở đây, ở đây thì bên đỏ đơn giản là nhảy ngay con mã 5 tiền 4 ngay không cần chạy xe. Bởi nếu các bạn nhìn thấy nếu mà chạy ăn xe lên thì lập tức là bị dính sắt cuộc ngay, Sát cuộc rất là cơ bản thôi. Còn nếu mà không chạy xe mà gác sĩ lên. Gác sĩ lên thì bên đỏ sẽ có thủ pháp là bình qua đây bắt mã thoái về và đóng vào đây sau khi đóng vào đây thì chúng ta nhìn nhìn thấy ngay là con tốt đầu đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu mà để pháo năm quật lên tốt thì bên trận hình của bên đen có thể nói là tương đối vỡ cờ bắt buộc phải ăn qua đây thì bên đỏ sẽ có thủ pháp là tượng ba tiến năm vừa bắt pháo vừa tranh tiên bắt buộc xe đen tiếp tục phải mất thêm một tiên để chạy trốn và đây vẫn là một hình cờ mà bên đỏ phải chiếm rất nhiều lợi thế như vậy cả vài phương án phân tích trên thì chúng ta có thể thấy được là tới đây là trận hình của bên đỏ sau khi đã thoát được còn mạ lên đường trung tâm đã chính thức phản tiên. Là, xin lỗi các bạn đã chính thức khuếch trương được ưu thế do bên đỏ đi tiên. Trong thực chiến thì bên Tôn dung trình đấm 10 đến 1. Và bên đỏ do con xe đứng ở vị trí kỳ hà lập tức xe 8 bình 5 ăn tốt ngay. Bên đen bình phá qua 10 đấu xe để giảm bớt áp lực. Ở đây nếu mà bên đỏ có mạnh quần dậy sai lầm đi lớp cờ là bình xe 2 bình 3 đề mã thì khi đó thì bên đen sẽ giảm bớt áp lực ngay bằng phương án thoát mã lên trung tâm do có con mã ở lộ 4 đã không chế rồi phương này không hay thực chiến thì bên đỏ của tiểu tướng mạnh phần dậy lập tức c 2 bình 9 cướp tốt đồng thời mở ra một hoàn toàn cái lộ tấn công rất đẹp vào hệ thống bên cánh phải của bên đen là khá là chống trải ở à tới đây thì có hai phương án cờ mà bên đen có thể đi nhưng mà dù đánh ra phương nào thì chúng ta có thể thấy được là cái trận hình này là bên đỏ đã quá ưu thế rồi. Phương thứ hai ở đây, nếu một thoái vào đây thì vẫn là ăn qua thôi. Đấu cây và chuyển xe qua lộ 4. Vì sau sẽ nhảy được cái đường mã rất là linh hoạt. Còn trong thực chiến ấy, thì biến hóa của bên đen đưa ra được coi thậm chí còn yếu hơn một chút. Đó là phương án bên đen lập tức đi xe 3 tiền 4 ăn tượng ngay và mạnh Phương dậy đã có một loạt những đường cờ thể hiện được một cái trình độ đi quân có thể nói là cực kỳ tài tình và xuất sắc rất đơn giản nhưng là đầy tinh tế đó là phương án uh, xe năm bình 6 để chiếm lộ đe dọa cái đường uh, dùng con sông song xe để chiều tướng rất là nguy hiểm bên đen vừa phải chạy mã đã lập tức là cướp tượng được 3 tiến năm và sau đó là thoái về để phòng thủ lập tức là mã 5 tiến 4 đến từ mạnh quân dậy đang đe dọa chiếu nhảy chiếu ngoại tàng sát cuộc ở đây không thể lên sĩ rồi các bạn thấy được rất rất đơn giản thì bên đỏ sẽ chiếu tướng và cướp xe ngay bên này có bình tướng vào thì là cắm vào đây đây là hình sát rất là cơ bản mà bên đen không thể chơi như vậy khi bị mã đỏ nhảy đến cái vị trí như thế này rất là nguy hiểm để bên đen trong thực chiến bạch mưu tuấn dụng trình đã phải đi lớp cờ là xe 8 tiến một để chấn ải lập tức là bình qua bắt tốt đè mã ở đây thì có hai biến thôi, nếu mà sai lầm chạy mã về có được không? Ở chạy mã về thì bên đỏ lập tức là chiếu tướng ngay. Bắt buộc qua và lại vỗ vào lộ 6 chiếu tướng lên sĩ và tiến qua đây. Các bạn có thể thấy được là sau khi tiến qua đây thì cái lộ tốt ở đầu của bên đen rất là mạnh, ưu thế tới ba tốt ở vị trí 9, 5 và 3 đều là ba vị trí cực mạnh đồng thời còn mã 3 phát triển rất thoáng. Trong khi đó thì cái bối cảnh này là một cái bối cảnh mà còn mã 8 không thể xuất kích đây là một hình cờ mà bên đỏ vẫn thắng tuyệt đối. Và còn trong thực chiến ấy, thì không đi như vậy, khác một chút. Ở đây thì bên đen đi lớp cờ là xe 3 tiến 7 đi lên để bắt tượng. Bên đỏ ăn mã ngay và dứt pháo chín thoái 1 Bắt buộc pháo chín thoái một rồi nếu không muốn bị mã nhảy Trừ tướng ngoại tàu và cô lập bắt chết tướng. Và lập tức là bình xe 3 bình 2. À, bên đen không thể ăn qua được. Bên, bên đây lấy mà ăn lên thì lập tức là thua ngay thực chiến thì bên Bạch Miêu Tuấn Dương Trinh đã phải bình vào lộ 6 sau đó là phương án C2 bình 5 chiếm mặt ngông luôn tới đây là bên đen của Bạch Miêu Tuấn Dương trình đã chấp nhận chịu thua tiếp cái cậu bé Mạnh phần Dệ rất là nhỏ tuổi nhưng đầy tài năng này như vậy là hai ván thua liên tiếp một ván chấp hai tiên trước đó thì cũng thua và ván này thì cũng thua thì tới đây thì mình cũng xin vứt thêm cùng các bạn một số biến hóa để có thể thấy được là tại sao bên đen lại nhận thua ở đây thì có bốn phương án thôi nếu mà ăn ở đây không được, ăn ở đây thì lập tức là xe tiến chiếu thua ngay. Còn phương án thứ hai, chạy tiếng qua đây thì liệu có ổn không? Đây cũng không phải là một phương án chính xác bởi bên đỏ phải bức sát rất là nhanh bằng đường cờ là bình xe 9 bình 6 chiếu tướng ngay. Nếu mà vào tướng thì xe bị lượng chiếu bằng đường cờ mã 4 tiến 6 ra lại tiến qua đây, sau đó là tiến xe 6 tiến 3, một trong những đường sát rất là cơ bản. Còn trong hình cờ trên, nếu mà gác sĩ lên, sau đó là chuyển xe vào đây thì vẫn thua bởi bên đỏ sẽ phế xe ngay bên đen ép bên đen phải ăn tướng lên và chuyển xe 5 bình 6 thì bên đen cũng thua cửa ngay như vậy là phương án trên là không thể chơi còn với phương án thứ ba ăn tượng thì sao ăn tượng thực ra là không giải quyết vấn đề gì à, bên đỏ đơn giản lên sĩ thôi lên sĩ thì đồng thời khóa luôn cái đường hỗ trợ phòng thủ của bên đen bắt buộc phải chuyển tướng qua thì là sẽ là tạo sát bằng song xe đánh lệch cũng không được như vậy là cái phần cuối cùng đó là thoái về đây để phòng thủ thoái về đây thì các bạn có thể thấy rất đơn giản à, thì bên đỏ người ta tiến qua đây thì bên đen cũng thua à, như vậy là mình vừa bình luận cùng các bạn khá là nhanh để ban đầu giữa hai vị cao thủ của Trung Quốc một chỉ là cậu bé thôi nhưng mạnh phương dậy đã thể hiện được rất nhiều cái trình độ của mình Trước đây thì Mạnh Phương Dậy cũng có một ván đánh trước đại lý huynh của Việt Nam chúng ta. Vì mặc dù ván đó thì bên Cậu mạnh Quần dội thua nhưng mà cụ thể được rất nhiều điều và mạnh Quần dội thì cũng đã từng đối mặt với ngoại tinh là khách của vương thứ nhất ở đây đều là những cái ván đấu rất là hay và trong thời gian tới thì kênh của mình sẽ phục vụ các bạn về cái những cái video về cậu bé rất là hay này và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những thời gian tới rất mong các bạn sẽ tiếp tục ấn like đăng ký để có kênh có thể xem tiếp những video lần sau và xin chào và hẹn gặp lại các bạn